Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Cà Mau. Hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 6 năm 2023, chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục thông tin về chương trình kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Nhiều giải pháp sáng kiến được tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện hiệu quả trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nay. Ngư dân phấn khởi khi trúng mùa ruốc, giá cả ổn định. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật viễn thông sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội nhất trí sau 12 năm thực hiện, luật viễn thông hiện hành đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập, bộc lộ sự lạc hậu so với thực tiễn. Việc sửa đổi bổ sung luật viễn thông năm 2009 là hết sức cần thiết. Cho ý kiến về quỹ dịch vụ viễn thông công ích, có đại biểu cho rằng mục tiêu của dịch vụ viễn thông là hỗ trợ cho người nghèo, dùng có điều kiện kinh tế khó khăn, hỗ trợ một số dự án xây dựng công trình hạ tầng viễn thông nhằm giảm bớt sự chênh lệch khoảng cách số giữa các vùng miền, đáp ứng cam kết của Việt Nam về quản lý nhà nước dịch vụ viễn thông công ích khi tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới WTO phù hợp với xu hướng của các nước. Vì vậy, cần thiết tiếp tục duy trì quỹ dịch vụ viễn thông công ích. Trong khi đó, có đại biểu đề nghị cân nhắc lại sự tồn tại của quỹ dịch vụ viễn thông công ích bởi những hiệu quả hoạt động của quỹ rất hạn chế. Hơn nữa, qua các báo cáo giám sát về các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá hoạt động của quỹ không hiệu quả, tổ chức thực hiện trùng lập với chi ngân sách nhà nước. Trong chương trình làm việc, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra. Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật giao dịch điện tử sửa đổi với 468 trên 477 phiếu tán thành, tương đương 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật giao dịch điện tử sửa đổi gồm 8 chương 53 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia với 476 trên 482 phiếu tán thành, tương đương 96,36% tổng số đại biểu Quốc hội. Chiều nay, kỳ họp thứ 5 Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân và thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024. Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quỳnh Quốc Việt chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố Cà Mau. Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nay có 2 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt, 6 chỉ tiêu đang thực hiện trong hạn quy định. Nhiều sáng kiến giải pháp hiệu quả đã được triển khai thực hiện, đặc biệt là việc triển khai chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 115.883 trên 161.317 hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, đạt trên 71%, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hiện đã có 409 thủ tục hành chính được kết nối thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh thực hiện thanh toán trực tuyến đạt tỷ lệ trên 54%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh từ đầu năm đến nay đạt trên 78%. Tuy nhiên, theo đánh giá, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại một số đơn vị còn chậm. Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Hội nghị chiều nay đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố Cà Mau. Với điểm số 90.05 trên 100 điểm, Sở Tài chính tỉnh dẫn đầu khối các sở ban ngành về chỉ số cải cách hành chính. Huyện Phú Tân dẫn đầu cấp huyện với 82,36 điểm.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt đã biểu dương các ngành đơn vị có thành tích cao trong công tác cải cách hành chính, đồng thời lưu ý một số nội dung quan trọng để các sở ban ngành, các địa phương cần thực hiện trong thời gian tới. Một số cái điểm chúng ta cũng cần quan tâm thêm đối với những cái hạn chế. Thứ nhất là cái về cái tham mưu cái xây dựng cái văn bản quy phạm pháp luật, kể cả quy hoạch về là đô thị, rồi là quy hoạch về sử dụng đất, rồi kế hoạch sử dụng đất. Này báo công chí là chúng ta cũng làm chưa tốt. Tôi đề nghị là các sở ngành, các địa phương chúng ta tập trung để tháo gỡ những cái khó khăn, những cái hạn chế, những cái tồn tại, để làm sao là trong cái thời gian tới thì chúng ta là cái công tác thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính. Dịp này, 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định số 1072, ban hành Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Cà Mau. Quyết định này thay thế cho quyết định số 762 ngày 6 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí và Phương pháp đánh giá xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế, chính Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, 101 Ủy ban Nhân dân xã phường, thị trấn. Riêng đối với ban dân tộc thanh tra tỉnh, do tính đặc thù, chỉ xem xét đánh giá việc thực hiện chuyển đổi số, không xếp hạng DTI như các đơn vị khác. Việc đánh giá phải đảm bảo tính khoa học, công khai, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng tại thời điểm đánh giá, cho phép các cơ quan đơn vị có thể tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh có 6 chỉ số chính, gồm nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số, với tổng số 61 chỉ số thành phần. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Ủy ban Nhân dân xã phường, thị trấn cũng bao gồm 8 chỉ số chính như bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, nhưng chỉ có 40 chỉ số thành phần. Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Do hội nghị thẩm tra có ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh tăng 8,61% so với cùng kỳ tăng 4,17%, trong đó khu vực ngư nông lâm nghiệp tăng 3,67%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 15,71%, khu vực dịch vụ tăng 8,04%. Thuế sản phẩm tăng 1,87%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.305 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thủy sản tiếp tục phát triển, tổng sản lượng thủy sản ước đạt hơn 321.000 tấn, bằng 50,2% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm tôm ước đạt 126.000 tấn, bằng 52% kế hoạch, tăng 6,8% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng qua ước đạt 565 triệu đô la Mỹ, bằng 43,5% kế hoạch, giảm 22,9% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.614 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán. Tổng khách du lịch ước đạt gần 1,2 triệu lượt. Tổng doanh thu ước đạt 1.520 tỷ đồng, tăng gần 33% so cùng kỳ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra 16 nhóm phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trọng tâm gồm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh đã được thẩm định để trình thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến khai mạc vào ngày 5 tháng 7 tới đây. Hôm qua, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.
Trong buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh việc đấu thầu khai thác rừng của người dân với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ còn rườm rà, gây phiền hà cho người dân. Môi trường nước sông Cái Tàu ảnh hưởng đến việc nuôi tôm của người dân. Hoạt động của hai trại chăn nuôi heo ở ấp 15 và ấp 16 gây ô nhiễm môi trường. Cử tri còn bức xúc về tình trạng trộm cắp tài sản và một số vấn đề liên quan đến chính sách nhà ở, lĩnh vực đất đai, lộ giao thông nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa thống nhất để Cà Mau tổ chức lồng ghép diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP dùng đồng bằng sông Cửu Long vào sự kiện Festival Tôm tỉnh Cà Mau năm 2003. Đồng thời giao Cục Thủy sản làm đầu mối, góp phần nâng tầm con tôm Việt, tạo sức hút đầu tư và quảng bá du lịch cho Cà Mau. Dự kiến Festival Tôm tỉnh Cà Mau năm 2023 sẽ được tổ chức vào cuối năm nay là dịp để các nhà đầu tư, khách du lịch tìm hiểu về nghề nuôi tôm, năng lực chế biến tôm xuất khẩu của tỉnh Cà Mau. Hiện có nhiều sản phẩm được chế biến từ con tôm đã trở thành mặt hàng OCOP của địa phương, nổi tiếng cả nước là sản phẩm quà tặng hấp dẫn như bánh phồng tôm, tôm khô. Cà Mau có sản lượng khai thác và nuôi trồng, năng lực và công nghệ chế biến xuất khẩu tôm đứng đầu cả nước, trong đó tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn với diện tích trên 50.000 ha tại hai huyện Nam Căn, Ngọc Hiển. Cùng với đó có khoảng 300.000 ha nuôi tôm trên đất trồng lúa đạt tiêu chuẩn sạch sinh thái. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tuần nay, ngư dân tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Nhân Thời phấn khởi bởi mùa ruốc năm nay vừa trúng mùa, vừa được giá. Theo ngư dân, năm nay thời tiết thuận lợi, sản lượng ruốc nhiều. Ruốc tươi khai thác về ngư dân chỉ cần phơi từ 3 đến 4 giờ là có thể xuất bán. Ruốc khô được bán cho các đại lý trên địa bàn với giá dao động từ 40 đến 60 ngàn đồng mỗi ký tùy loại. Ruốc khô không chỉ được tiêu thụ ổn định ở thị trường trong nước mà còn được xuất sang một số nước nên giá ruốc luôn ở mức cao. Thì có mùa ruốc vô là đầu mùa là chứ thấy là có ruốc là vừa đẹp mà vừa ấy đồ đủ thứ hết á. Nói chung là mùa ruốc cũng bảnh. Bây giờ tôi chỉ nhà nước hỗ trợ như là giúp đỡ cho dân là có chỗ nơi để phơi để mình ổn định đừng kéo ra kéo vô này nọ vậy đó. Thì giúp đỡ cho mọi người ở đây chứ không phải riêng chị. Giả sử như chị làm được thì người này người kia ta cũng làm được. Cũng như dân mà cũng muốn nhà nước hỗ trợ này nọ để cho dân có việc làm này ổn định này nọ tạo điều kiện cho người này người kia vậy đó. Con ruốc được đánh bắt gần bờ nên phương tiện khai thác có thể về trong ngày. Mỗi phương tiện khai thác tùy vào công suất có thể cập bến với hàng tấn ruốc mỗi ngày, đem lại cho ngư dân thu nhập trung bình từ 7 đến hơn 20 triệu đồng. Cái lượng ruốc nó nhiều hơn mỗi năm, nó đỡ hơn mỗi năm. Năm rồi thì ruốc thấp lắm, chỉ có con nước một, còn năm nay nó đỡ. Đầu mùa mà nó cũng trúng cũng đỡ lắm. Tùy theo con nước, giả tỷ như có con nước trúng một ngày cũng được mười mấy 20 triệu một chiếc ghe vậy đó. 20-30 triệu cũng có nữa. Con ruốc không chỉ đem lại thu nhập cho các chủ phương tiện khai thác mà còn tạo việc làm cho nhân công bắt ruốc, phơi ruốc. Mức thu nhập của người lao động dao động từ 200 đến 300 ngàn đồng mỗi ngày. Tuyên dương 57 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Kiểm tra thị trường sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2023-2024. Tin thế giới, Indonesia bất ngờ ngừng miễn thị thực đối với 159 nước. Sáng nay, tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Cà Mau năm 2003 với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Tham dự lễ tuyên dương có ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau Trương Đăng Khoa. 57 thanh niên tiên tiến được tuyên dương lần này là những thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ trong tỉnh, cho thế hệ thanh niên thời đại mới, giàu khát vọng và lẽ sống, sáng tạo vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng tiến bước hội nhập quốc tế, tích cực lao động và góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Những năm qua, các phong trào hoạt động của đoàn đổi mới về hình thức tổ chức, đa dạng phong phú, tạo môi trường giáo dục thanh thiếu nhi theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ,
nâng cao nhận thức, ý thức tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tạo những chuyển biến tích cực về chất lượng trong hành động cụ thể của mỗi thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua buổi lễ cũng nhằm nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống tích cực cao đẹp của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức rèn luyện của thanh niên, nâng cao hơn nữa vai trò xung kích tình nguyện, góp phần hoàn thành sứ mệnh của thanh niên trong thời kỳ mới. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 6, Liên đoàn Lao động huyện Cái Nước tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Cái Nước phát triển mới được gần 1.140 đoàn viên, đạt 163% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số toàn huyện có hơn 3.340 đoàn viên đang sinh hoạt tại 97 công đoàn cơ sở. Vận động quỹ mái ấm công đoàn gần 1,3 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu tỉnh giao. Xét hỗ trợ sửa chữa xây mới 40 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, còn vận động hỗ trợ xây dựng 5 cây cầu nông thôn. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo có gần 150 phần việc mang tên công đoàn, làm lợi cho cơ quan đơn vị tương đương 600 triệu đồng. Tại đại hội, ông Lê Thanh Phong được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cái Nước nhiệm kỳ 2023-2028. Cùng thời gian trên, Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hiển cũng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, các công đoàn cơ sở phát triển được gần 400 đoàn viên mới, đạt hơn 152% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số toàn huyện có gần 2.000 đoàn viên. Hoạt động của tổ chức công đoàn đã có những đổi mới hướng về cơ sở vì lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động. Vận động quỹ mái ấm công đoàn 600 triệu đồng, xét hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 18 căn nhà mái ấm công đoàn. Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028 sẽ tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động. Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Đoàn Văn Hiệp tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hiển khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác định hướng thị trường, đưa người lao động đi làm việc ở các nước có thu nhập cao, ổn định, điều kiện ăn ở, làm việc tốt, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Cộng hòa Liên bang Đức. Chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay là 400 lao động. Buổi tập huấn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài vừa được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi tổ chức. Hơn 100 hộ gia đình có con em trong độ tuổi lao động và đội ngũ tuyên truyền viên các ấp tham gia tập huấn, nắm bắt những thông tin cơ bản về chính sách pháp luật liên quan đến việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông tin thì thấy số bà con thì đi tu tập nước ngoài thì thấy bây giờ mặc dù cái địa lý nó xa nhưng mà cái điều kiện bây giờ ví dụ như bây giờ cái trên cái Zalo nhóm là tới thì giờ mình muốn gặp công an trong thời gian ngắn gọi gặp cũng nhận được. Thứ hai nữa cái việc làm thì 3 năm thì không bao lâu, như mình đi 3 năm thì không lại quay sẽ về tới rồi. Nói chung là thực tế ở địa phương, ở như tại Hưng Đông có một số gia đình thì giờ là con em ta đi sau khi ta về người ta cũng nói là cái điều kiện ở bên Nhật rất là tốt. Từ năm 2022 đến nay, không ít lao động trên địa bàn xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi đã xuất cảnh đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Lao động đi làm việc ở nước ngoài có mức thu nhập trung bình từ 15 đến 35 triệu đồng một người một tháng. Đề án này phải nói là rất là tốt đối với cái người lao động. Đặc biệt là cái đề án này người lao động tiếp cận được cái nguồn vốn để trong quá trình học tập. Cũng như là quá trình xuất cảnh thì qua cái triển khai như thế thì xã đã triển khai đến tận ấp để tận người lao động để cho người lao động thấy một số lao động cũng như là thu nhập không cao hoặc là số lao động nhàn rỗi thì có trình độ thì xã tuyên truyền vận động để cho những cái đối tượng này tham gia xuất khẩu lao động.
Hiện tại, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Cà Mau phối hợp với các địa phương rà soát thống kê những người chưa có việc làm, thiếu việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định, với mức thu nhập thấp để tư vấn, vận động người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, tổng hợp đánh giá thực trạng chất lượng lao động, nhu cầu việc làm của người lao động để từ đó tư vấn định hướng thị trường lao động phù hợp. Xác định cái công tác tuyên truyền là cái mấu chốt, cái chìa khóa để đưa cái thông tin về cái việc làm chính thống đến với bà con ở dưới, đặc biệt là các cái vùng nông thôn. Thì trung tâm hiện nay là cũng xây dựng cái kế hoạch là phát triển cái hệ thống cộng tác viên á, mình vận động các cái cơ quan đoàn thể, rồi vận động những cái bà con, những cái hội đoàn thể mà những cái người lớn tuổi ở tại địa phương á, có tiếng nói tại khóm ấp á, thì vận động những cái lực lượng này tham gia cùng chính quyền địa phương, tham gia cùng trung tâm dịch vụ việc làm để là đi tham gia vào cái công tác là đi tuyên truyền vận động người lao động trên địa bàn mình quản lý để tham gia vào cái thị trường lao động, đặc biệt là cái thị trường mà đi làm việc ở nước ngoài. Lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức và chi phí thực hiện thủ tục tối đa là 13.800.000 đồng một lao động. Ngoài ra, người lao động còn được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ dây chi phí xuất cảnh tối đa 110.000.000 đồng một lao động. Hai khoản tiền này tương đương với tổng chi phí để đi làm việc ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2022-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2023, Cà Mau dành gần 50 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Với chính sách cho dây ưu đãi và khoản hỗ trợ đang áp dụng, người lao động Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài sẽ không tốn hoặc tốn rất ít chi phí. Nội dung mà chúng tôi vừa chuyển đến quý vị cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại.